Happy Life xin chào quý nhà đầu tư đã đến với tổng hợp điểm tin tuần 13 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2020. Về thông tin quốc tế tuần này gồm có: 1. Dịch bệnh Covid thì vẫn còn quá phức tạp trên toàn cầu. Thực ra con số hơn 14 triệu ca nhiễm bây giờ không quan trọng bằng tin sẽ có vaccine chống Covid sớm hơn dự kiến vào quý 3 này. Theo Bloomberg, thì vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Moderna đã được tạo ra kháng thể chống virus SARS-CoV-2 trong tất cả 42 bệnh nhân thử nghiệm ở giai đoạn ban đầu, đánh dấu kỳ tích mới giữa lúc Mỹ tiếp tục vật lộn với hàng loạt ca nhiễm mới. Phát hiện mới của Moderna nhiều khả năng sẽ làm tăng hy vọng về một loại vaccine có thể sớm ra mắt thị trường. Vaccine của Moderna sẽ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm cuối trên một nhóm bệnh nhân lớn hơn vào cuối tháng này. Đợt thử nghiệm có thể quyết định liệu vaccine có được các cơ quan Mỹ phê duyệt hay không, vì nghiên cứu của Moderna tồn tại một hạn chế lớn là chỉ bao gồm dữ liệu của 45 bệnh nhân ban đầu, tất cả đều ở độ tuổi 18 đến 55. Kết quả từ phần thứ hai của giai đoạn thử nghiệm 1 tính gộp các bệnh nhân lớn tuổi hơn, nhóm nhân khẩu chính cần vaccine ngừa COVID-19 do tỷ lệ tử vong ở độ tuổi này cao hơn, lại chưa được công bố. Ở Mỹ thì các bang như Texas, Florida, California đau hết cả đầu. Thành thử ra cần một liều thuốc là vaccine cần thiết để xoa dịu những cái đầu nóng của tất cả nước Mỹ. Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã công bố tất cả các hạt thuộc bang này phải đóng cửa tất cả hoạt động kinh doanh trong nhà như nhà hàng, rạp chiếu phim, quán bar, rượu do bang này đang có tỷ lệ lây nhiễm virus trở lại rất cao. Chúng ta sẽ quay trở lại chế độ điều chỉnh một chút sau chiến dịch Stay at Home trước kia. Đây là một trong những hành động toàn bang có hiệu lực từ hôm nay. Các bang khác cũng thổi một cơn gió lạnh vào việc bình thường hóa nền kinh tế khi Los Angeles đã quyết định toàn bộ các trường học của bang này sẽ học online cho năm mới từ ngày 18 tháng 8. Điều này là do số ca nhiễm bệnh lây lan quá nhanh tại Cali, Florida, Arizona, Texas, khiến nước Mỹ mỗi ngày có thêm 65.000 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm là 3,4 triệu người nhiễm bệnh và đã chết 136.000 người. Hệ thống y tế bắt đầu quá tải trở lại. Nước Mỹ không thể đóng cửa kinh tế toàn diện trở lại. Điều đó là chắc chắn theo lời Bộ trưởng Tài chính của nước này. Vì đóng cửa kinh tế thêm nữa, giãn cách xã hội thêm nữa là tê liệt mọi thứ và khả năng biểu tình sẽ lan rộng rất nhanh trong nhóm vô gia cư. 2. Đối ngoại Mỹ-Trung không mấy mặn mà. Sau sự kiện Hồng Kông, giờ lại đến sự kiện Biển Đông khi Mỹ bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc và khẳng định sát cánh cùng với đồng minh và đối tác Đông Nam Á trong việc bảo vệ chủ quyền của họ với các tài nguyên ngoài khơi, phù hợp với quyền và nghĩa vụ theo luật quốc tế. Chưa kể tới việc Tổng thống Donald Trump đang không muốn nói chuyện với ông Tập Cận Bình. 3. Về đối nội, Tổng thống Trump bây giờ thì phải cẩn thận hơn với hình ảnh đeo khẩu trang lần đầu tiên. Tình hình tranh cử của Mỹ đang nóng hơn bao giờ hết với việc các đảng công kích nhau ác liệt. Bà Clinton sau một vài năm vắng bóng thì giờ lại đăng đàn bêu xấu Donald Trump. 4. Trung Quốc dự báo GDP quý 2 2020 tăng trưởng 1,5%. Khả năng thị trường sẽ chờ đón kết quả tốt đến từ nền kinh tế số 2 thế giới này. Tommy Wu, nhà kinh tế hàng đầu tại Oxford Economics, dự đoán tăng trưởng GDP quý 2 của Trung Quốc là 1,5%. Chúng tôi hy vọng nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi từ quý 2 trở đi, chủ yếu là do đầu tư và sản xuất công nghiệp, ông nói. Sản xuất công nghiệp từ đầu tư tài sản cố định và ngành du lịch đã tăng trưởng trở lại vào tháng 5. Aiden Chow, chuyên gia kinh tế thị trường mới nổi của châu Á tại ASA cho biết. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ công bố chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 được kỳ vọng gia tăng 4,7% từ mức tăng 4,4% trong tháng 5. Nên nhớ, Trung Quốc họ luôn giỏi với chiêu tự thương, tự tổn hại trước khi phục hồi nhanh chóng. Không tin, xem mất bộ phim về cuộc đời của Tư Mã Ý, Tào Ngụy sẽ hiểu con người Trung Quốc và những suy nghĩ đứng đằng sau đất nước này. Sự phục hồi vĩ đại của Trung Quốc từ năm 1979 đến nay, dù trải qua biến cố Thiên An Môn 1989 vẫn vững vàng,
đã chứng minh cho thuyết tự thương này. 5. Thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục bay cao. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang quay lại mốc 10.000 tỷ đô la của thời bong bóng 2015, đánh dấu sự phục hồi của thị trường chứng khoán kể từ vụ sụp đổ lớn nhất trong lịch sử nước này. 6. Phố Wall trong tuần qua ghi nhận sự điều chỉnh từ nhóm công nghệ. Một báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 bắt đầu và nhà đầu tư chờ xem nó bị tác động như thế nào bởi Covid. Quý 2 dự kiến với Phố Wall sẽ là quý có kết quả kinh doanh tồi tệ nhất trong nhiều năm gần đây. Nhưng thị trường chứng khoán có thể phớt lờ những thông tin liên quan tới lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm, miễn là các doanh nghiệp đang cho thấy một dấu hiệu phục hồi ở phía trước. Lợi nhuận các doanh nghiệp trên S&P 500 dự kiến sẽ giảm 44%. Đây là quý tệ nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính khi S&P 500 giảm 67% trong quý 4/2008. Phố Wall sẽ có một đợt giảm điểm mạnh chủ yếu đến từ việc cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh, đồng thời là thông tin California đóng cửa toàn bộ tất cả hoạt động kinh doanh trong nhà. Nhưng ở một chiều hướng khác, cổ phiếu của hai hãng dược lớn là Pfizer và BioNTech đang phát triển tiến trình ra vaccine COVID-19 nên tăng giá ngoạn mục với 4% và 10,7% giá cổ phiếu một ngày. Và sau đây là tin trong nước. 1. COVID-19. Trong bối cảnh 3 tháng nay, chúng ta không còn ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. 2. Tin trong nước cuối tuần có thông tin xử lý hai quan tham, đó là cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương và ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Điều này rất tuyệt vời. Nó chứng minh đất nước tiếp tục sẽ tiến lên với việc xử lý các quan tham và tham nhũng, làm mạnh hóa chế độ và chính quyền, công cuộc đốt lò không dừng lại. Nó đang đi đúng hướng. Tiếp theo đó là vụ án liên quan đến Nhật Cường Mobile khi mọi thứ đang có vẻ diễn tiến theo chiều hướng quan tham ngày càng mệt. 3. Một tin nữa cũng cần lưu ý là chúng ta sẽ chính thức mở lại đường bay quốc tế với Trung Quốc sớm nhất. 4. Về kinh tế Việt Nam, có nhiều sáng tối khác nhau ở các ngành. Đơn hàng giảm một nửa, nguy cơ mất thêm việc của ngành dệt may tăng. Kinh tế trong nước đã có vài dấu hiệu khả quan hơn như doanh số xe ô tô khi giảm thuế trước bạ. Bất động sản khu đông đang dần khởi sắc hơn, liên doanh nhà Vin triển khai dự án lớn. Tuy vậy, có một tin không vui cho cổ đông Hòa Phát là nhà máy HPG ở Trung Quốc đã cháy lớn ở cuối tuần. Việt Nam Airlines tiếp tục xin cứu trợ 12.000 tỷ đồng khi mọi tiền mặt đang bị âm và lợi nhuận bay sạch vì COVID-19. Việt Nam vẫn đang trong quá trình giảm lãi suất huy động, cùng với đó là một gói kích thích kinh tế thứ hai chuẩn bị ra đời. 5. Thị trường chứng khoán tuần qua tiếp tục đi ngang trong những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cổ đông FPT chả biết vui hay buồn khi SCIC đấu giá thoái vốn khỏi FPT với giá khởi điểm là 49, mà giờ đã là 48,65 rồi. Các cổ phiếu bất động sản và xây dựng có thể vì thế mà mất đi sức hút. Khá vô lý nhưng thuyết phục. Trước mắt tin tức vaccine có thể tiếp tục nâng đỡ cho VN Index. Chỉ có điều khối tự doanh chứng khoán thì lại đang bán ròng cùng khối ngoại nên khá băn khoăn. Có thể đây là hoạt động bán ròng để đợi tái cơ cấu VN30 nhận 20 năm thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuần qua cũng là tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh êm ái. Tổng kết lại cho tuần này, với những diễn biến rất khó lường từ chính trường quốc tế cũng như từ cuộc đua vào ghế nóng Tổng thống Mỹ, cuộc vui của thị trường chứng khoán vẫn đang hứng khởi nhưng chắc cũng chẳng được bao lâu nữa. Còn với Việt Nam, tuần sau sẽ là cao điểm báo cáo quý 2 với rất nhiều câu chuyện được kể. Có thể đáng chú ý nhất là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp khi hưởng lợi rất nhiều từ đợt di chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc. Cùng với đó là gói kích thích kinh tế số 2 và giảm lãi suất cũng giúp tạo đà bứt phá. Và nếu khối giao dịch cao như hiện nay, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng không nằm ngoài cuộc vui. Nhưng vẫn rất chú ý là bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào giai đoạn tháng 10, tháng 11 tới. Đến đây thì điểm tin tuần 13 đến 16 tháng 7 năm 2020 của Happy Life xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở điểm tin của tuần sau.